Em xin chào các anh. Này. Nay thì em lại tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái bộ dàn của Onkyo, mã là con Onkyo X7A nha các bác nhé. Đấy, như các anh thấy ở đây là em test là CD vẫn đang hoạt động bình thường nhé. Đấy, cái CD này thì là bây giờ mắt nó còn tốt thì các bác về các bác dùng thôi. Khi nào nó hỏng rồi bác thay cái mắt khác sau nhé. Đấy, còn bây giờ mắt xịn mà nó vẫn đang hoạt động thì mình cứ dùng nhé. Và cái này thì em bán là chủ yếu là bao chạy công suất để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc, còn cái CD này là em test thêm thôi, em không bao chạy cho nó CD rồi. Đấy. Em chỉ biết em test ở đây bây giờ nó đang đọc, nó còn về các bác nó chạy được hay không như thế nào thì em cũng không quan tâm đâu, bởi vì là đôi khi là có những bác mà dùng cái điện nó kém quá để nó về thì thật sự của nó là nó sẽ không đọc được nhá. Còn nếu các bác dùng các cái đĩa xịn và các cái đĩa tốt một chút xíu thì nó sẽ ok hơn nhiều. Như con nai vàng ngơ ngơ, còn anh thì ngơ và ngơ. Cũng có lúc đây nách mày ở đây nhá. Đấy. Đây là con X7A này, nó rất là hợp để nghe cái dòng nhạc nhẹ như thế này, nhạc trữ tình, nhạc bolero, một số các dòng nhạc sống rất là hay nhé. Cái tiếng bass của nó rất là mềm, nó không át cái dải chung, và cái dải chung nó được tôn rất là tốt, nên là mình nghe giọng ca sĩ hát rất là rõ nét. Hoặc là các cái guitar gầy ít nhé. Đó, rất là nét. Giấc mơ để các bác nghe một đoạn chất âm, sau đó em sẽ quay góc cạnh các thứ cho các bác sau nhé. Cũng như là em sẽ đo kích thước và đọc các cái thông số của loa cũng như là cục sau nhé. Mong manh như khói giữa ta, nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lạnh vào vòng tay. Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi, tình xưa giờ như chiếc lá bay đi. Đấy, đây nha. Đấy, như các bác thấy đây là em dùng một cái đĩa thì nó cũng là đĩa ghi thôi nha, đĩa ghi thôi. Phôi phono đĩa cũng chưa phải là tốt lắm này, đĩa phono chưa phải là tốt lắm đâu, nhưng mà nói chung là đầu đĩa của con này vẫn đọc nha. Con kính 7A thì đấy là về chức năng CD này. Thì con này thì ngoài chơi CD ra thì mình có thể là kết nối với điện thoại, với máy tính và kết nối với đường quang TV để mình nghe nhạc trên TV smart qua cổng quang nha. Đấy. Còn cái đối điện thoại máy tính mình sẽ kết nối qua đường dây AV. Đấy, được chưa?
Bây giờ em sẽ test tiếp các cái chức năng khác của nó cho các bác nhé. Nhưng mà trước khi vào cái vấn đề đấy thì em cũng sẽ quay cho các bác góc cạnh của cái bộ dàn này đã. Đây, ngoại hình của bộ dàn này như nào đã. Đây nhá. Đây, bộ dàn này thì đây nó về là đầy đủ cái cao hết này. Đấy. Tất nhiên đây là hàng bãi nhá, thì nó sẽ có một vài cái vết nọ vết kia một chút xíu, nó không tránh được 100%. Đấy, nhưng các bác thấy ở đây thì các bác tự đánh giá xem nó đẹp hay không nhé. Đấy, còn với em thì đây là một bộ dàn nó đẹp xuất sắc luôn rồi. Đấy. Đấy. Con này thì là sử dụng là gân cao su bát màng giấy. Đấy. Nón nhọn tên lửa. Đấy. Chiều ngang của cả bộ dàn này nhá, cả bộ dàn này nó có chiều ngang là 54 cm này, cao 27 cm đấy, và sâu tính theo cục dàn nhé, nó sẽ là đi nó khoảng 35 cm chiều sâu đấy. Thì đấy là về tổng thể của bộ dàn. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ quay ra mặt sau nhà xe nhé. Đây, mặt sau của cái bộ dàn đây. Có nhiều bác là vẫn hay yêu cầu là chụp ảnh bộ dàn đấy, nhưng em cũng xin nói luôn là những cái bộ dàn này em quay bộ này em bán bộ đấy, và em quay thực tế cho các bác xem ở đây luôn, thì cũng như là các bác xem ở trên các bác đến trực tiếp cửa hàng bác xem thôi, nên là các bác cứ xem kỹ ở trên video này đấy, và chúng ta ai ok thì chúng ta chốt lấy trên đây luôn nhé, thì đỡ phải chụp ảnh cho nó lằng nhằng ra, bởi vì nói thật là các bác là nhà em một ngày rất nhiều việc, và đôi khi chụp ảnh cho các bác thì không phải là không làm được, mà là nó sẽ hơi nâu này, nó sẽ hơi nâu này. Nó sẽ hơi nâu bởi vì đôi khi là đây hàng gần này rất nhiều hàng này, hàng ngập tràn như này đấy, xong rồi đôi khi mà để quay xong lại để nó vào một chỗ ở trên kệ này để tiếp tục quay bộ khác này cho các bác phụ các bác ấy, thì đôi khi là đến lúc mà có những lúc mà nó cứ đảo 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 với nhau ấy, thì thi thoảng khi đến lúc mà đi tìm để chụp cho các bác thì nó hơi 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 mất thời gian một chút xíu, với lại hàng ngày đấy là nhà em còn phải đóng hàng, còn phải quay video, còn phải test các cái hàng mới nó mới về, nên đôi khi là nó sẽ không đủ quỹ thời gian đấy. Giá như một ngày nó có khoảng tầm 72 tiếng thì có khi em có đủ thời gian để em chụp ảnh cho các bác, nhưng mà nó thật với các bác là không không có đủ thời gian. Một ngày em chỉ có 24 giờ thôi, và không phải một người hỏi như vậy, và rất nhiều người hỏi như vậy. Nên là em quay luôn trên này và các bác thấy ok đẹp ưng ý thì các bác lấy nó dễ. Đấy. Còn ví dụ như bộ này bán rồi em sẽ bảo anh như bộ này em bán rồi. Và em sẽ có thể quay thêm một bộ khác nên phục vụ anh cũng như là các bác khác luôn. Đấy, nó dễ hơn đúng không ạ? Đấy nha, thì là các bác nào ai mà yêu cầu chụp ảnh mà nếu như em không chụp kịp, hoặc là em bảo là các bác xem trên video thì các bác chịu khó thông cảm xem video chụp em nhé cho nó dễ, được không ạ? Đấy, vì ở đây em quay rất là chi tiết và em cũng chả giấu giếm cái gì cả. Để xem chụp ảnh với cả xem video đây thì khác gì nhau đâu, đúng không? Đấy nhá. Đấy. Đó. Nhá. Đây, thì đấy là về ngoại hình của con dàn này. Thì bây giờ để mà nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra này, thì các bác sẽ cắm cho em cái dây vào đây. Cái dây AV và đường line trên cùng này, và các bác chuyển đường vào sang đường line là mình sẽ nghe được nhạc nhé. Đây. Các bác mua cho em một cái dây là một đầu 3.5 ra hai đầu AV như này, các bác cắm vào đây. Còn bác nào mà chỉ có cái đầu này nhá, chỉ có đầu này không có cái phone nhá, chỉ có cái đầu sạc này không có đồng cái phone này, thì mua thêm một cái dây chuyển từ cổng sạc sang cổng cái phone, sau đó cắm cái dây này vào cái cổng đấy là được nhá. Còn bây giờ chưa có cái loại dây mà nó có thẳng cổng sạc cắm tới hai đầu AV đâu, không có sản xuất cái đấy. Đấy, cái đấy sản xuất đấy nó chưa 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 có nhà nào sản xuất cả nhé. Đấy. Vì tai phone bây giờ trên thế giới nó mới sản xuất cái loại đầu 3.5 thôi. Đấy, và mọi người đều phải dùng cổng truyền cả. Nếu mà muốn nghe nhạc từ tai phone có dây ra nhá, thì cái này cũng tương tự như vậy thôi, cái này nó cũng thay một đoạn dây tai phone có dây thôi mà. Thay vì kết nối lên tai phone này kết nối vào đây. Cổng AV mình sẽ chuyển cổng vào đây để mình nghe nhạc. Còn đây đường quang đây nha, đường quang đây nha, các bác cắm ở đường quang in ở đây. Đấy. Thì mình chuyển cổng sang đường digital là được nhé. Còn bây giờ em sẽ mở cho các bác cái đường line in trước này, là đường điện thoại này đây, ấn input ở đây nhưng mà chuyển sang đường line này, cho một tiếng đây là nghe thôi. Thì đưa em đi sao bỏ
đây là một bản nhạc sống nha, và các bác nghe đây, tiếng bass của anh rất là mềm sâu mà giải chép rất là sáng đúng không, trung âm cũng rất là sáng luôn, các bác nghe các bác sẽ thấy. Xin mời các bác nghe được cái đầm của con này qua cái đường cách xa nửa vòng trái đất vẫn ân cần chăm sóc như ở cạnh bên. Ok, với quảng cáo thôi. Để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người lữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương, câu đợi, câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò Ví Dặm cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng. Đấy nha, đây là đường Nai này, là đường điện thoại này. Còn đường Quang này các anh ấn input ở đây nhé, chuyển nó sang đường digital nhá. Đấy, nó sẽ ra tiếng gọi đường Quang TV. Hát nữa đi em xin lưu ý một chút xíu ở đây. Vì một số bác là về là sẽ có những cái trường hợp này em cho rằng test Quang này nó chạy, nhưng mà về nhà các bác thì nó lại không chạy. Đấy thì thông thường nhá, thông thường thì cái tỷ lệ thông thường ấy thì là cái việc này chủ yếu là nằm ở cái TV của mình, là mình chưa cài đặt đường quang nó ra âm thanh, nên là mặc dù là cái dây quang vẫn phát ánh sáng đỏ nhá, vẫn có ánh sáng đỏ luôn, nhưng nó lại không phát tiếng ra, nó chỉ truyền tín hiệu ánh sáng ra thôi, nó chưa truyền tín hiệu âm thanh ra, nên các bác sẽ phải có một cái thao tác này, cài đặt lại đường âm thanh ở trên TV là loa trong TV cộng với cả đường quang TV nha, thì lúc này nó mới có tiếng đưa ra bộ dạng của các bác nhé. Và cái nữa là cái định dạng của đường quang, một số TV nó còn có định dạng là Dolby nọ kia nữa, thì là các bác nhớ chuyển định dạng nhé, thì nó mới ra tiếng được nhé. Cái này thì là nghe phức tạp, nhưng mà thực ra là chỉ rất đơn giản, là các bác gọi lên trên hãng, các bác gọi lên trên hãng bảo em hướng dẫn cho anh cái cách cho âm thanh được quang ra, một cái là người ta sẽ chỉ cho các bác từ đầu đến cuối luôn, và thao tác ở trên TV trực tiếp luôn, rất là dễ nhé. Đấy, nhưng mà cái này nó chỉ là số ít thôi, thi thoảng mới gặp một lần thôi nhé, không phải lúc nào cũng gặp. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà dây quang nó bị gãy đầu. Trường hợp thứ hai là dây quang bị gãy đầu nhé. Dây quang bị gãy đầu thì nó sẽ như thế này. Nó bị gãy đầu nhưng mà gì, nó là tín hiệu ánh sáng nên là ánh sáng vẫn truyền qua, nhưng đến cái đoạn gãy đấy âm thanh nó không truyền được đi nữa. Đấy thì nó là trường hợp thứ hai, nó sẽ không có tiếng. Đấy. Cái trường hợp thứ ba là đen nhất, là chẳng may trong quá trình vận chuyển nó về nó bị làm sao đấy. Thì thôi các bác cứ kiểm tra kỹ cho các em các cái đấy nha, nếu như mà các cái đấy không được thì các bác có thể là chuyển về bên em kiểm tra thêm cho các bác nhé. Nhưng mà cái trường hợp này cực kỳ ít luôn, em chưa gặp lần nào đâu, nhưng mà cũng phòng trừ luôn nhá. Đấy, đường quang chạy ok này. Đường đi hoa nở xanh vai tình. Đấy, bởi vì là nhà em là các cái đồ này nhà em đóng là thùng xốp. Các bạn nhìn ngoài kia thùng xốp đang để ngoài kia, nên đều phải mua thùng xốp cả nhá. Em phải mua thùng xốp toàn qua 40.000 một cái thùng xốp về đóng cho các bác ấy. Đường đi hoa nở xanh vai. Tránh va đập tốt, chứ tụi em không đóng bằng cái giấy cắt tông. Cái giấy bìa cắt tông thì nó va một cái là biết bật nhau ngay, không chống sốc tốt nữa, nên em toàn dùng thùng xốp nhá.
ok nha, bộ X7A này như các bác thấy ở đây là hàng về đẹp này, hàng về đẹp xuất sắc luôn này. Đấy. Chức năng CD, chức năng đường quang, chức năng cắm điện thoại đều hoạt động tốt nhá. Đấy. Loa viền bát là 13, viền bát 13 nhá. Gần bên trong đo được là 10,5. Vàng cây lá bay. Đấy thì đôi tay gầy guộc mang. Cô dàn này có giá là đi 2.050.000. Bác nào đang có nhu cầu mua cứ liên hệ cho bên em tại số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 0979 1682 đặt hàng cho em nhé. Đấy. Em xin nhắc lại này, số điện thoại liên hệ 0979 1682 hoặc 0966 594 581, và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, gần bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Em xin chào các bác. Vâng.